Xin chào các bạn, tôi là Dương Tích Đạt. Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm về lập trình, cũng như là tôi có hơn 5 năm tôi quản lý dự án ở một số trường đại học lớn. Tôi mong muốn là chia sẻ kiến thức về lập trình của mình đến với các bạn, cũng như là muốn trang bị cho các bạn những kiến thức về lập trình nền tảng và vững chắc, từ đó giúp cho các bạn phát huy trong ngành lập trình phần mềm cũng như là phát triển phần mềm. Khi các bạn đến với cái khóa học lập trình C và C cộng cộng từ A đến Z này, là chúng tôi cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản từ nền tảng đến nâng cao, bao gồm những kiến thức như là kỹ thuật lập trình trên những kiểu dữ liệu cơ bản nè, các phát biểu lựa chọn, các câu lệnh điều khiển, vòng lặp, mảng con trỏ, kiểu dữ liệu có cấu trúc. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi còn cung cấp cho các bạn kiến thức về xử lý tập tin, cũng như là cách thức các bạn viết chương trình theo kiểu lập trình hàm, cung cấp cho các bạn một số cái kỹ thuật về các bạn tối ưu dòng lệnh, cũng như là các bạn tinh chỉnh mã nguồn để giúp cho chương trình của các bạn chạy nhanh hơn. Và chúng tôi định hướng cho các bạn trong việc phân tích và thiết kế một cái chương trình C và C cộng cộng như thế nào, các bạn có thể tạo được một chương trình hoàn chỉnh khi các bạn kết thúc khóa học này. Không chỉ là các bạn sinh viên công nghệ thông tin muốn nâng cao khả năng lập trình của mình, khóa học này còn có thể là dành cho những bạn yêu thích về lập trình, có thể là các bạn không thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng mà các bạn có những đam mê về lập trình, cũng như là các bạn thích dấn thân vào cái ngành công nghệ phần mềm, thì các bạn cũng có thể theo học khóa học này. Để đăng ký khóa học và lập trình C và C cộng cộng từ A đến Z thì các bạn vui lòng truy cập trang unica.vn. Chúc các bạn thành công và chào tạm biệt các bạn.